còn người con gái đã dành trọn thánh xuân ở bên anh mà anh lại quá vô tâm. Hả, giờ em phải thế nào để níu tay anh khi anh chẳng còn yêu nữa? Đời buông tay rồi vội vàng bước bên ai, là em sai hay anh đã đổi thay? Ta sẽ mất rồi tháng ngày năm giây. Giờ anh chỉ nghĩ đến môi cô ta, chỉ quan tâm môi cô ta. Em biết em bây giờ đây chẳng là gì cả. Tại sao hạnh phúc lại quá sao hạnh phúc lại quá phù phàng.